Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin trân trọng kính chào các quý đệ tử Chúa, các quý mục sư, quý ông bà anh chị em yêu dấu. Đặc biệt là lần nào tôi đến đây thì cũng gặp rất nhiều người mới, rất nhiều người có lẽ tôi gặp lần đầu. Tôi chưa biết quý vị và quý vị chưa biết tôi. Đây là một hội thánh hết sức là tươi mới, hết sức là trẻ, hết sức là năng động. Chúa đang thăm viếng hội thánh của Chúa. Anh chị em biết không, chúng ta đang ở trong một hội, có thể nói là hội hết sức đặc biệt, một cái hội duy nhất trên thế giới mà các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Chúa Giêsu nói rằng là ta lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Và anh chị em và tôi đang ở trong hội đó, hội duy nhất trên thế giới mà các cửa âm phủ không thắng được. Vì sao? Vì Chúa Giêsu là đấng lãnh đạo hội thánh, Ngài đã đắc thắng quyền lực của sự chết và âm phủ, cho nên các cửa âm phủ không thắng được hội thánh của Ngài. Anh chị em, hội đầu gấu các cửa âm phủ sẽ thắng được. Hội sóc đĩa, các cửa âm phủ sẽ thắng đấy, nó sẽ nuốt chửng đấy. Hội đua mô tô, các cửa âm phủ nó sẽ nuốt. Hội đồng môn hay hội gì, các cửa âm phủ nó cũng sẽ nuốt. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, các cửa âm phủ nó cũng nuốt. Hội phụ nữ cũng vậy thôi, hội bảo hiểm nhân thọ, hội chữ thập đỏ, hội gì đi nữa, thì cuối cùng các cửa âm phủ nó sẽ nuốt hội đó. Nhưng mà chúng ta đang ở trong một hội duy nhất trên thế giới mà các cửa âm phủ không thắng được, đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh chị em, đây là hình ảnh của tôi ở trên PowerPoint. Tôi sinh năm 1976 và tôi có quãng thời gian 10 năm nghiện ma túy. Mục sư Nhẫn ra ân điển thêm cho tôi 4 năm, là 14 năm. Thực ra tôi nghiện có 10 năm thôi. Năm 1992 thì tôi bắt đầu chơi thuốc phiện đen. Cái anh Túc là thuốc phiện đen đấy. Và lúc đó thì tôi chưa có nghiện ngay, gọi là chơi rồi lại bỏ, chơi rồi lại bỏ, gọi là chơi amateur đó. Và cho đến năm 1993 thì heroin bắt đầu đến Hà Nội. Tôi không biết ở Sài Gòn có từ năm nào, nhưng mà đến năm 1993 thì ở Hà Nội tôi bắt đầu chơi heroin. Và tôi cứ trượt dài như vậy từ năm 92 cho đến năm 2002, chuyển sang nghiện morphine rồi nghiện đô la găng, rất là mệt mỏi trong vòng 10 năm như vậy. Và tôi bị các cửa âm phủ nó nuốt tôi, càng vùng vẫy càng lún sâu. Thật ra trong 10 năm nghiện ngập đó thì có 3 năm tôi được nghỉ phép ở trong tù, đó là năm 97 và năm 98 ở trong trại giam trại tù Thanh Xuân, và năm 2001 ở trong trại cai bắt buộc ở Ba Vì. Tuy rằng 3 năm đó ở trong tù nhưng mà vẫn có ma túy để chơi, vẫn có ma túy để sử dụng, mặc dù không có đều nhưng mà vẫn chơi ma túy ở trong tù. Và nói thật với anh chị em nhé, một người nghiện ma túy rất là mệt, bị âm phủ địa ngục nó kìm kẹp, muốn thoát ra mà không thoát được. Bản thân tôi đó thì sinh ra trong một gia đình nhà giáo. Bố tôi là một giảng viên, chị tôi bây giờ vẫn đang làm bên Bộ Giáo dục, và mẹ tôi là một nhà khoa học. Thật ra tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nhưng mà tôi, có mỗi mình tôi, nó như vậy đó. Ma túy, ma quỷ, nó bóp méo cái nhân cách của tôi, và nó làm cho tôi trở nên rất là tồi tệ, rất là xấu xa. Vì heroin mà tôi phải đâm chém, trên người tôi vẫn còn nhiều những vết thẹo, vết sẹo đang để lại. Nhiều lần như thế, đâm chém, đẫm máu. Và mẹ tôi là một nhà khoa học, nhưng mà vì thương con cho nên cũng rất là mê tín, đi đình, đi chùa, đi miếu, đội bát hương, hầu đồng, đồng cốt, bói khoa nhiều lần để xem sao tử vi để giải hạn cho tôi. Nhưng mà 10 năm rồi tôi nghiện vẫn cứ hoàn nghiện. Rồi cho đến một ngày kia thì mẹ tôi vô tình biết đến Chúa trong một nhà thờ nhỏ, và từ đó gia đình chúng tôi lật sang một trang khác. Mẹ tôi đưa tôi đến với Chúa, khiêng tôi đến với Chúa, và tôi được giải cứu. Còn thật ra thì tôi không nhớ là tôi đi cai bác sĩ bao nhiêu lần, tôi cũng không nhớ là tôi uống bao nhiêu loại thuốc cai nữa, nhiều lắm không nhớ được. Nhưng mà chỉ biết rằng rất là mệt mỏi, bởi vì mỗi khi muốn làm điều lành thì điều dữ nó cứ dính theo. Cái khả năng, cái sức riêng nó không thể bỏ được. Cố gắng nhiều, vùng vẫy nhiều, rồi lại lún sâu. Nhưng ngày hôm nay tôi là người thể nào là nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Ơn của Đức Chúa Trời, không phải tôi, nhờ ơn của Đức Chúa Trời. Trước kia tôi chết mà nay tôi sống, trước kia tôi tuyệt vọng mà nay tôi có hy vọng. Trước kia tôi tội lỗi nhưng nay sống trong ánh sáng của Chúa. Trước kia tôi yếu đuối nhưng bây giờ tôi mạnh mẽ nhờ năng quyền sự sống phục sinh của Chúa. Và tôi muốn nói với anh chị em một điều rằng buổi sáng hôm nay năng quyền phục sinh của Chúa đang ở đây. Chúa muốn thăm viếng anh chị em buổi sáng ngày hôm nay. Đấng cứu chuộc tôi đang ở đây và Ngài muốn thăm viếng anh chị em. Ở trên thế giới có rất nhiều sự rúng động. Đặc biệt hôm qua tôi nói chuyện với một người bạn thì nhắc lại cái sự kiện Covid-19 ở Sài Gòn và rúng động một cách kinh khủng. Quá nhiều người chết. Nó không chỉ là dịch lệ,
rồi trên khắp thế giới động đất sóng thần, rồi chiến tranh, rồi tai ương, suy thuế kinh tế vân vân, nó làm cho toàn cầu đang bị rúng động. Và anh chị em nhìn với tôi, có một cái chữ nhưng ở trong Côn Tô Nhất đoạn 15 câu 20, đối với tôi đây là sự rúng động lớn nhất. Nhưng bây giờ Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Chúa Giêsu đã sống lại từ kẻ chết và Ngài làm rúng động âm phủ, Ngài làm rúng động địa ngục. Và đối với tôi đây là một sự rúng động rung rắc lớn nhất trong cả cõi vũ trụ, bởi vì quyền năng của Chúa bứt đứt dây chói của sự chết và Ngài cầm chìa khóa của âm phủ. Anh chị em biết không, người ta nói một người nghiện ấy, nó chỉ là nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện rượu chè, nghiện game, nghiện tình dục, nghiện quyền lực, nghiện địa vị. Một người nghiện nó giống như một con cáo đi săn gà ấy. Có một con cáo nó định chui vào cái chuồng gà để nó ăn thịt gà, nhưng mà nó không chui qua được cái song sắt, bởi vì cái song sắt của chuồng gà nó nhỏ và nó cứ đi loanh quanh cái chuồng gà đó. Rồi 2-3 ngày sau thì con cáo đó nó đói và bụng nó xẹp nhỏ xuống và nó chui tọt vào trong cái chuồng gà. Nó ăn liền một lúc hết 3 con gà và cái bụng nó phình ra. Nó không thoát ra được khỏi cái chuồng gà nữa. Nó quanh quẩn cái chuồng gà cho đến khi nó đói vài 3 ngày sau thì nó mới chui ra được. Rồi nó đi đến cái chuồng gà khác, nó làm cái động tác như thế. Nó đói thì nó chui vào được và nó no nó không thoát ra được. Nó cứ luẩn quẩn trong cái vòng như vậy. Rồi đến một ngày kia thì người chủ gà bắt được nó trong cái lồng sắt đó khi nó đang no nê phè phỡn, và ông chủ gà ông giết thịt nó. Một người nghiện là như vậy đó. Nghiện bất kỳ điều gì đang ở trong vòng luẩn quẩn như vậy đó, và ma quỷ Satan nó sẽ giết thịt chúng ta. Buổi sáng nay tôi muốn nói với anh chị em một tin lành, một tin mừng, đó là Chúa Giêsu, Ngài bứt đứt dây chói sự chết, cầm chìa khóa âm phủ và Ngài ban sự đắc thắng cho chúng ta. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị chi phối bởi những luật định. Chúng ta đều biết rằng luật đất đai sửa đổi đang chuẩn bị được áp dụng thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chúng ta bước lên một nấc thang cao nhất trong lĩnh vực tôn giáo, đó là pháp nhân tôn giáo, tổ chức tôn giáo, và chúng ta chuẩn bị cần phải áp dụng theo những luật được khung mới ở trong mô hình cao nhất của luật pháp tôn giáo. Luật giao thông cũng vậy, luật hôn nhân cũng vậy, luật xã hội, luật dân sự, nhiều quốc gia khác nhau. Rồi luật gieo và gặt, luật của sự sống và luật của sự chết. Tôi muốn nói với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay, Chúa có cái luật của Ngài. Luật của Ngài được ghi ở trong Sáng Thế Ký, trong Ê-xê-chiên và trong Roma, ba câu kinh thánh ở trên phong chiếu. Anh chị em, luật của Chúa là sao? Chúa nói với Adam và Eva rằng là về cái trái cây biết điều thiện, điều ác đó, đừng có ăn. Còn nếu ăn đó, không phải là có khả năng chết đâu. Mà nếu ăn ấy là chắc chắn sẽ chết, vì đây là luật. Ăn phạm tội là chết. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 18 thì Chúa nói rằng mọi linh hồn đều thuộc về Chúa. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về Chúa. Linh hồn nào phạm tội đó là chết. Không có thiên vị, không có kiêng nể gì hết cả. Luật mà. Và Roma đoạn 6 câu 23, vì tiền công hay là vì cái hậu quả hay là vì cái kết quả, vì cái giá đó, cái kết quả cuối cùng của tội lỗi ấy, là chết. Luật của Chúa anh chị em ơi. Phạm tội là chết. Ngày hôm nay chúng ta nhìn ra nghĩa trang, nhìn ra nghĩa địa, nhìn ra thấy hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu những ngôi mộ, những mồ mả để chứng minh cho lời của Chúa nói đúng rằng vì con người phạm tội cho nên con người bị chết, nằm xuống trong mồ mả. Nếu thế giới này có một người vô tội, một người không nguyên nhiễm tội, một người sống một đời sống không hề phạm tội, thì người đó không phải chết và các nấm mồ không có quyền để giữ người đó trong mộ, bởi vì người đó vô tội. Còn người nào phạm tội, người đó phải đi xuống mồ. Luật của Chúa, phạm tội là chết. Chỉ có người vô tội mới không phải chết. Nếu Adam và Eva không ăn trái cấm trong vườn Ê-đen, thì ngày hôm nay, ông bà vẫn sống trên trái đất này. Roma đoạn 3 câu 23, mọi người đều phạm tội, tìm đâu ra một người mà không có tội bây giờ để thoát khỏi nấm mồ, thoát khỏi nghĩa địa, nghĩa trang và mồ mả. Tất cả những ngôi mộ của những vị lãnh chúa, những lãnh tụ tôn giáo, những tổng thống, những vĩ nhân, dù là chôn hay là thiêu, thì ở trong ngôi mộ đó ít nhiều vẫn còn một chút tàn tích, một chút xá lợi, một xương, một tro hay cái râu tóc gì đó. Và dường như mọi ngôi mộ đều ghi năm sinh và năm mất của cái người đó. Nhưng mà anh chị em hãy nhìn với tôi trên PowerPoint. Đây là ngôi mộ duy nhất trên thế giới. Không có một chút tàn tích nào trong ngôi mộ đó. Và ngôi mộ đó được gọi là ngôi mộ trống của Chúa Giêsu. Tôi đi Israel 2 lần, nhưng mà cái ngôi mộ này quá đặc biệt cho nên tôi đến tận 3 lần. 3 lần tôi đến đó, tôi cầu nguyện. Và lần nào cũng như vậy, người hướng dẫn viên du lịch đều nói rằng là Chúa không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi.
tôi nghĩ rằng Hội Thánh Đền Hai Văn Thánh có khá nhiều anh chị em đã từng đến ngôi mộ này, đã từng đi Israel. Nó là một ngôi mộ rất là nhỏ, có lẽ chỉ khoảng hơn 10 mét vuông thôi, đục trong một cái hang đá. Và tôi phải khom người, có lẽ là cái cửa mộ người ta bít nó nhỏ lại hơn, có vẻ là như thế. Và đây là ngôi mộ duy nhất, một ngôi mộ trống, không có một chút tàn tích nào của Chúa Giêsu ở trong đó. Luca đoạn 24 câu 6, khi Mary Magdalene và Mary mẹ Gia-cơ đến để thăm mộ Chúa, thì thiên sứ đã đến và lăn cái hòn đá khỏi cửa mộ. Và thiên sứ nói với những người đàn bà đó là: sao các ngươi tìm người sống trong vòng những kẻ chết? Sao các ngươi tìm một đấng sống trong vòng những kẻ chết? Ở miền Nam thì cái nghĩa trang nào là nghĩa trang nổi tiếng nhất nhỉ? Nghĩa trang Tin Lành thì có An Bình Viên đúng không anh chị em? Còn tôi không biết ở mỗi quận, vì Sài Gòn nó rộng hơn Hà Nội. Nhưng mà bây giờ anh chị em đến một cái nghĩa trang ở trong miền Nam, đến An Bình Viên hẳn, và anh chị em tìm tôi ở đó, anh chị em không thấy đâu. Giờ tôi chưa đến đó. Thì đây là cái hình ảnh mà Mary Magdalene và Mary đến và tìm Chúa trong hang mộ. Và thiên sứ mới nói rằng: sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Nếu mà hỏi rằng Chúa sống ở đâu thì anh chị em trả lời thế nào? Có cái bài hát à: vì Chúa sống, Ngài sống trong con, cho con thoa vui hát ca ngợi Ngài. Chúa, ngôi mộ trống của Chúa, để lòng của chúng ta không còn trống nữa. Chúa sống trong lòng của chúng ta. Hallelujah. Như tôi đã nói với anh chị em đó, thế giới có nhiều luật. Ở sáng nay tôi tiếp tục nói về luật với anh chị em: luật sự chết và luật sự sống. Phạm tội thì chết, mà ăn năn tiếp nhận Chúa Giêsu thì được sống. Trước thế kỷ 17, cả nhân loại chưa ai bay được lên khỏi không gian cả. Và chúng ta bị một cái luật chi phối, gọi là định luật vạn vật hấp dẫn. Trái đất hút mọi vật vào trong nó, và các hành tinh hút lẫn nhau. Và thế kỷ 17 thì có một nhà thần học, ông ta tin Chúa, rất yêu mến Chúa. Ông ta là một nhà vật lý học, là nhà toán học, là nhà triết học. Ông ta có tên là Isaac Newton. Ông ta khám phá ra cái định luật vạn vật hấp dẫn này. Và một thời gian sau thì khám phá ra một cái nguyên tắc phản lực. Và cho đến mãi đầu thế kỷ 19 đó, thì động cơ phản lực máy bay đầu tiên được ra đời. Và chiếc máy bay đầu tiên cất cánh bay lên trên không trung được, bởi vì cái động cơ phản lực ấy nó mạnh hơn, nó thắng hơn, nó vượt hơn cái lực hút của trái đất. Bao nhiêu nghìn năm loài người bị hút dính với đất, chỉ cho đến khi khám phá, phát minh ra được phản lực mạnh hơn lực hút trái đất thì con người mới bay vượt ra trên không gian được. Anh chị em và tôi không bao giờ chúng ta vượt ra khỏi cái luật của tội lỗi và sự chết được, chỉ cho đến khi anh chị em và tôi khám phá ra luật sự sống của Chúa, tiếp nhận Chúa Giêsu và khám phá ra cái năng quyền sự sống phục sinh của Chúa. Anh chị em, tôi làm trong công tác mục vụ giúp đỡ những người cai nghiện ma túy gần 20 năm. Tôi chứng kiến nhiều thanh niên, nhiều những anh chị giang hồ xã hội có bản lĩnh, có nghị lực. Họ quyết tâm, họ cầm dao, họ chặt đứt ngón tay của họ và họ hứa với bản thân và mọi người rằng không bao giờ sử dụng ma túy nữa. Và một thời gian ngắn sau họ lại tái nghiện. Nghiện một vài năm chán quá, cầm con dao khác chặt đứt một ngón tay nữa, thề tiếp, và cứ như thế, bỏ rồi lại cai rồi lại bỏ. Anh chị em, họ có bản lĩnh không? Có. Có nghị lực không? Có quyết tâm không? Có. Nhưng mà ma lực, cái sức hút, cái hấp lực của tội lỗi nó quá mạnh, cho nên con người ta không vượt qua được. Thật ra tội lỗi nó không nằm ở ngón tay, mà tội lỗi nằm ở đây này anh chị em. Tội lỗi nằm ở đây này. Chặt ngón tay có ích gì? Tội lỗi là bên trong chúng ta này. Cái luật tội lỗi, luật sự chết ấy, nó cám dỗ từ bên trong chúng ta. Cả nhân loại đều mang gen di truyền của Adam và Eva, bắt đầu từ cái câu Kinh Thánh này. Không hiểu sao anh không chỉnh được nó nữa. Em kích hoạt lại cho anh. Quay ngược lại cho anh cái PowerPoint được không? Hay là nó xa quá? Cả nhân loại đều mang gen di truyền của Adam Eva, bắt đầu từ khi Adam Eva ăn trái cấm trong vườn địa đàng, trong vườn Eden. Và Adam và Eva đã đẻ ra một dòng dõi con đàn cháu đống, và tôi và anh chị em mang gen di truyền tội lỗi của Adam và Eva, không ai thoát được ra. Duy nhất có một đấng từ trời, Ngài giáng sinh xuống đất này, Ngài hoài thai vào trong lòng trinh nữ Mary, Ngài không mang gen di truyền tội lỗi của con người, Ngài sinh ra với một thân xác giống y như con người, Ngài sống một đời sống vô tội. Cho nên sự chết và mồ mả không đủ cơ sở pháp lý để giữ Ngài trong mộ, bởi vì Ngài vô tội. Như tôi đã nói về luật, nếu chúng ta không phạm tội, chúng ta sẽ sống đời đời không phải xuống mồ mả. Chỉ duy nhất có một mình Chúa Giêsu thôi. Cho nên luật sự chết và tội lỗi không cầm giữ được Ngài. Ngài bứt đứt dây trói của sự chết và cầm chìa khóa của âm phủ. Nhưng anh chị em, tại sao Chúa phải chết? Ngài không có tội, tại sao Ngài phải chết? Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 3 chép rằng: Ngài chết vì tội của tôi,
và Ngài chết vì tội của anh chị em. Ngài không có tội nhưng Ngài chết vì tội chúng ta theo lời của Kinh Thánh, và huyết báu của Chúa đổ ra trên thập tự giá, và huyết vô tội đó mới có quyền rửa sạch, thanh tẩy và xóa tội cho tôi và anh chị em. Luật về tội lỗi, phạm tội là chết, và luật về sự sống, ai ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu thì được tha tội và linh hồn người đó không bị hư mất mà được sự sống đời đời, đó là luật anh chị em. Còn tôi nhắc đoạn 15 câu 1 đến câu 4 cho chúng ta một định nghĩa về tin lành. Tôi xin đọc những câu thánh này. Hỡi anh em, hỡi anh chị em ở trong hội thánh Văn Thánh Bắc, tôi nhắc lại cho anh chị em tin lành mà tôi đã giao giảng và anh chị em nhận lấy. Khi Phaolô dùng cái từ là tôi nhắc lại, nó không có mới, chứng tỏ ông đã giảng rồi. Và buổi sáng hôm nay tôi mượn lời Phaolô, tôi nhắc lại cho anh chị em về định nghĩa về tin lành, không hề mới, và tôi muốn nhắc lại. Và nhờ đạo tin lành đó chúng ta được cứu, miễn là chúng ta phải giữ y nguyên như vậy. Bằng không đó, câu số 2, bằng không thì chúng ta giàu có tin cũng vô ích. Anh chị em biết rằng có nhiều niềm tin nơi Chúa mà vô ích không? Đức Chúa Trời Mẹ cũng tin vào Kinh Thánh và đang là một niềm tin vô ích. Tà giáo chứng nhân Giê-hô-va đang vào tin vào Kinh Thánh và đó là một niềm tin vô ích. Đức Chúa Trời Một Ngôi loại bỏ ân điển của Chúa Giê-xu, đó là một niềm tin vô ích. Và anh chị em hãy nắm vững giáo lý tin lành này. Đây là định nghĩa về tin lành. Tôi nhắc lại cho anh chị em buổi sáng ngày hôm nay, tin lành mà Phaolô đã giao giảng. Tin lành có hai định nghĩa hết sức quan trọng trong câu 3 và câu 4. Câu 3 nói về 50% của tin lành và câu 4 còn lại nói nốt về 50% của tin lành. Và anh chị em cần phải nắm vững cái định nghĩa, cái giáo lý này. Câu số 3, trước hết đây là định nghĩa của tin lành anh chị em. Trước hết tôi dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ hay là Chúa Giêsu chịu chết vì tội của chúng ta theo lời Kinh Thánh. 50% của tin lành đó là một tin tức tốt lành. Chúa Giêsu từ trời, Ngài giáng thế để chết thế, đền tội cho chúng ta ở trên thập tự giá. Đó là 50% của tin lành, chứ không phải 100%. Rồi câu số 4 là 50% còn lại của tin lành. Sau khi Ngài chết trên thập tự giá, Ngài chôn và 3 ngày sau Ngài sống lại để ban sự sống đời đời cho con người. Đó là 50% còn lại của tin lành. Nếu anh chị em đọc hết Cô Tô Nhất đoạn 15 đó, thì có 58 câu. Và sứ đồ Phaolô lập luận, lý luận và nói về cái việc Chúa sống lại để ban sự sống đời đời cho con người. Còn nếu như không có câu 4, nếu như không có về sự phục sinh và năng quyền sống lại của Chúa, thì sự đổ huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là vô ích. Có rất nhiều người đang nghi ngờ về sự sống lại của Chúa, và Phaolô phải viết ra lại cái định nghĩa tin lành và lập luận về việc rằng Chúa đã sống lại. Có nhiều bằng chứng về việc Chúa Giêsu đã sống, đang sống. Ví dụ như là di tích lịch sử, như là ngôi mộ trống tôi vừa chiếu cho anh chị em, như là ngày Chúa Nhật, hay là chúng ta, tại sao chúng ta biết Chúa sống? Vì năng quyền của Chúa biến đổi những cuộc đời nghiện xì ke, ma túy. Chúa chữa lành những người bệnh tật, những người ung thư. Chúa biến đổi nhiều hoàn cảnh. Có nhiều cái minh chứng để nói về sự sống lại, phục sinh của Chúa. Nhưng đối với tôi anh chị em ạ, không có một cái minh chứng nào nó quan trọng bằng câu 3 và câu 4. Đối với tôi, cái minh chứng quan trọng nhất nói về sự sống lại đó, bởi vì câu số 4 nói rằng là Chúa Giêsu sống lại theo lời Kinh Thánh. Dù ai nói ngả nói nghiêng, nhưng mà tôi tin Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu sống lại, và đó là bằng chứng đối với tôi, bằng chứng quan trọng nhất. Anh chị em hãy nhìn với tôi câu số 3, nó cũng có mấy cụm từ, đó là theo lời Kinh Thánh ở cuối câu số 3. Câu số 4, theo lời Kinh Thánh. Cái việc mà Chúa chết trên thập tự giá đó là theo lời Kinh Thánh, và cái việc Chúa sống lại đó bằng chứng là Kinh Thánh chứng minh, nói chép rằng Chúa sống lại. Cho nên tôi tin sự phục sinh của Chúa. Thế giới có nhiều sự đảo điên với nhiều sự dối trá, nhưng mà tôi tin lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói Chúa đã chết vì tội chúng ta và Ngài đã sống lại để ban sự sống đời đời cho chúng ta. Cho nên tôi tin điều đó. Anh chị em hãy nhìn với tôi một đoạn Kinh Thánh nữa để nói về sự sống lại của Chúa. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 từ câu 1 đến câu 6. Hôm nay tôi nói nhiều về sự phục sinh vì trong tháng 4 vẫn còn dư âm phục sinh. Lòng tôi vui mừng để rao ra điều này. Câu số 1, sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Và này, đất rung động dữ dội vì có thiên sứ của Chúa ở trên trời xuống, đến lăn hòn đá ra mà ngồi ở trên. Hình dong của thiên sứ giống như chớp nháng và áo trắng như tuyết. Vì đó những lính canh run đẩy sợ hãi trở nên như người chết. Xong thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giêsu là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu. Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán, hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Chú ý với tôi câu số 1, sau ngày Sa-bát,
Chúng ta dừng lại tại đó. Ngày Sa-bát là ngày thứ mấy anh chị em? Sáng thế ký đoạn 1 đoạn 2 cho chúng ta biết về gốc tích của trời đất, thời gian, ngày, tháng và năm. Chúa làm trái đất quay xung quanh mặt trời một vòng và nó tạo ra một năm. Mặt trăng quay xung quanh trái đất một vòng và nó tạo ra một tháng. Trái đất nghiêng một góc 23,5 độ và nó tự quay xung quanh mình nó một vòng tạo ra một ngày. Và nếu chúng ta đọc sáng thế ký đoạn 1 đó, thì Chúa tạo dựng đến ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Ngày nào Chúa cũng nói rằng Chúa thấy là tốt lành. Và sau 6 ngày thì Chúa làm xong công việc dựng trời đất. Đến ngày thứ 7 thì Ngài nghỉ. Và Ngài cũng lập một cái luật để cho con người nghỉ để thờ phượng Ngài. Cho nên ngày thứ 7 là ngày Sa-bát. Hết ngày thứ 7, hết ngày Sa-bát, nó lại quay về cái quy trình đó là ngày thứ nhất hay là ngày thứ 1. Một tuần chỉ có 7 ngày thôi. Nhiều con người khôn ngoan, nhiều con người quyền lực muốn kéo dài một tuần ra 8 ngày, không làm được vì nó không phù hợp với cái cơ thể sinh học của con người. Muốn rút ngắn một tuần xuống còn 6 ngày, 5 ngày cũng không làm được. Một tuần lịch của Chúa là một tuần là 7 ngày. Và ngày Sa-bát là ngày thứ 7. Hết ngày thứ 7 là quay về ngày thứ 1. Hãy nhìn với tôi câu này. Sau ngày Sa-bát quay về ngày thứ 1 là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Chúng ta đọc cái mạch văn này đó thì Chúa Giê-xu ngày sống lại vào ngày thứ nhất hay là ngày sống lại vào ngày thứ 1 ở trong tuần lễ. Và Maria Magdalene đến và thiên sứ nói rằng Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi. Anh chị em biết nhạc sĩ Phạm Tuyên, ông ta sáng tác cái bài hát Cả tuần bé ngoan. Ông ta sáng tác thế này: thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan. Thứ ba, thứ tư, thứ năm, cả tuần bé luôn cố gắng. Tại sao cái bài hát đấy lại nói rằng thứ hai là ngày đầu tuần? Bản thân số 2 cho chúng ta biết thứ hai không phải là ngày đầu tuần. Amen anh chị em. Thứ hai là thứ hai. Chứ thứ hai không phải là ngày đầu tuần. Mà thứ nhất mới là ngày đầu tuần. Ngày thứ nhất trong tuần lễ, ngày thứ một mới là ngày đầu tuần. Và đây là một cái sự kiện vô cùng quan trọng. Chúa Giê-xu, Ngài sống lại vào ngày thứ một trong tuần lễ. Và từ đó, người ta không còn gọi là ngày thứ nhất hay ngày thứ một nữa. Người ta gọi là ngày Chúa Nhật hay là ngày của Chúa. Khi Chúa Giê-xu sống lại vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì có vẻ như ngày thứ nhất đang bị mất đi. Ngày thứ nhất nó nằm ở đâu ấy? Và người ta đã đổi tên gọi là ngày Chúa Nhật. Tôi là người Hà Nội, chúng tôi hay gọi là ngày Chủ Nhật. Có anh chị em là gọi là ngày Chúa Nhật. Ở trong chữ nôm hay chữ nho đó, thì cái chữ Chúa và cái chữ Chủ ấy, nó như nhau thôi. Và Nhật thì là ngày. Ngày Chúa Nhật là ngày mà chúng ta ngồi đây để thờ phượng Chúa, kỷ niệm về việc Chúa Giê-xu phục sinh sống lại. Cho nên tất cả những ngày Chúa Nhật đều là những ngày Chúa phục sinh cả. Ngày Chúa Nhật là ngày mà Chúa cho mọi con dân của Chúa ở trên khắp hành tinh này chúng ta nghỉ để chúng ta thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Chúa. Và sứ đồ Phao-lô mới nói, hãy xem lại với tôi câu tốt nhất đoạn 15, câu 55 và câu 57. Đây là những câu kinh thánh cuối cùng của cái mạch văn luận về sự sống lại của Chúa đã thắng sự chết. Và sứ đồ Phao-lô nói như thế này: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Cái quyền lực địa ngục âm phủ của mày, sự đắc thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Hallelujah, hallelujah. Hãy nhìn với tôi câu 55 này và câu 56. Sự chết, quyền lực của âm phủ. Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Anh chị em đã bao giờ bị lên mụn chưa? Lên mụn nhọt chưa? Trong mỗi một cái mụn nó có một cái nọc độc. Và cái nọc đó ấy, nó là nguồn gốc đau đớn. Nó làm cho cái mụn nó phù lên. Nếu chúng ta nhổ được cái nọc đó thì cái mụn nó sẽ xẹp xuống và bệnh tật sẽ được lành. Kinh Thánh nói cái nọc của sự chết đó là tội lỗi. Nếu chúng ta được rửa sạch, được phiếu trắng tội thì chúng ta sẽ được sống đời đời. Cái nọc của sự chết là tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa, khi anh chị em và tôi ăn năn tiếp nhận Chúa Giê-xu thì huyết báu của Chúa rửa sạch, bôi xóa tội lỗi của chúng ta. Và khi anh chị em và tôi tiếp nhận Chúa, chúng ta tiếp nhận một phản lực của sự sống lại để chúng ta vượt qua sự chết của âm phủ mà đến sự sống đời đời. Cho nên như đầu tiên tôi đã nói với anh chị em và tôi ở trong một cái hội duy nhất trên thế giới mà cái hội đó các cửa âm phủ không thắng được. Anh chị em biết cái hội nào mà cửa âm phủ thắng dễ nhất không?
đó là hội người cao tuổi đấy. Mẹ nhân cười, má nhân cười, hội lão niên đấy. Nhưng mà tạ ơn Chúa, chúng ta có Chúa. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa, linh hồn chúng ta qua đời, chúng ta vượt qua sự chết để chúng ta đến sự sống đời đời trên thiên đàng. Anh chị em ơi, tuyệt vời, điều này tuyệt vời lắm anh chị em. Và sự sống của Chúa Giêsu, sự sống phục sinh của Chúa Giêsu mạnh hơn quyền lực của ma túy, ma men, ma quỷ, ma quái, ma lanh, ma cô, ma cậu. Quyền năng sự sống của Chúa. Anh chị em hình dung một người nghiện ma túy 10 năm như tôi không? Nó kinh khủng lắm. Càng vùng vẫy càng lún sâu. Nhưng mà từ khi tôi tiếp nhận sự sống của Chúa Giêsu thì tôi không còn phải gồng mình lên nữa. Tôi sống một đời sống vui mừng, tôi sống một đời sống bình an. Hấp lực của ma quỷ, của ma túy nó không có quyền để cám dỗ tôi nữa, vì năng quyền sự sống của Chúa ở trong tôi. Anh chị em, năng quyền sự sống của Chúa đang ở trong anh chị em. Anh chị em có quyền để thắng nan đề bệnh tật, mệt mỏi, nghèo khó, đau khổ, tuyệt vọng. Điều mà anh chị em cần làm buổi sáng ngày hôm nay đó là anh chị em cần kích hoạt cái sự sống của Chúa đang ở trong mình như này. Đừng để Chúa ngủ nữa. Hãy kêu cầu với Chúa để năng quyền sự sống của Chúa được trỗi dậy và chúng ta thắng cái lực hút giam cầm của Satan và ma quỷ trong nhiều năm tháng qua. Roma đoạn 6 câu 23 nói về hai luật này. Roma đoạn 6 câu 23 phần A nói về luật của sự chết, nhưng mà phần B nói về sự sống đời đời. Hậu quả của tội lỗi là sự chết, tiền công của tội lỗi là sự chết, đó là luật đấy. Nhưng sự ban cho của Chúa cho những ai ăn năn và tiếp nhận Ngài là sự sống đời đời. Cho nên chúng ta thấy hai cái luật ở trong này. Anh chị em ơi, chiếc máy bay đó, nó có nặng đến mấy thì nặng, nhưng mà nếu cái động cơ phản lực mà nó đủ mạnh đó, nó sẽ hất tung cái máy bay đó bay lên trên trời. Tôi không biết tội lỗi của anh chị em nặng bao nhiêu thì nặng, không nặng bằng tôi đâu. Nhưng mà có nhiều bao nhiêu tội đi nữa mà nếu anh chị em ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giêsu thì năng quyền sự sống của Chúa sẽ khai phóng trên anh chị em. Tôi công bố trong danh của Chúa Giêsu Christ, anh chị em là người đắc thắng. Mệt mỏi bệnh tật bị tan biến trong danh của Chúa Giêsu Christ. Điều cuối cùng tôi muốn nói với anh chị em buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cầu nguyện cho nhau. Con người chúng ta tồn tại trong 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, con người chúng ta là một dạng linh, có một tâm hồn và sống trong thể xác. Tôi nói lại nhé. Con người chúng ta được tồn tại trong cái vũ trụ này với 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, con người chúng ta là một dạng linh, có một tâm hồn và ở trong một thân xác. Tôi đang nói chuyện với anh chị em, với những người hồn đang ở trong xác. Đừng có ai nói rằng là hồn em đã lìa khỏi xác. Chưa đến giai đoạn đó. Cho nên đây là giai đoạn đầu. Anh chị em và tôi đang sống trên quả địa cầu này với linh, hồn, thân đang ở trong một thể. Giai đoạn thứ hai, khi anh chị em và tôi qua đời, hồn lìa khỏi xác, chúng ta bước vào giai đoạn hai. Ok anh chị em? Và chỉ đến khi anh chị em và tôi hồn lìa khỏi xác, thân xác chúng ta cát bụi trở về cát bụi, thì linh hồn chúng ta mới nói chuyện với linh hồn những người qua đời một cách rõ ràng. Còn bây giờ chúng ta đừng nói, họ không nghe thấy, họ không quay về để giáng họa chúng ta được. Tất cả những việc mà người ta gọi hồn, cúng kiếng, cúng bái để nói chuyện với người âm đều là sự lừa dối của Satan và ma quỷ. Bởi vì khi nào hồn chúng ta lìa khỏi xác, chúng ta là một dạng linh, thì chúng ta mới nói chuyện với những linh được mà thôi. Anh chị em hiểu không ạ? Kinh Thánh nói rằng là cái đám mây nó tan ra và nó mất đi thể nào đó, thì người chết, người qua đời không thể quay trở về dương gian để nói chuyện với người sống được. Tất cả những việc thờ cúng đều là sự lừa dối của ma quỷ, không phải người thân chúng ta hiện về đâu, mà là ma quỷ đấy. Cho nên đừng bao giờ nói chuyện với những cái tà ma đó, nó không phải người nhà chúng ta. Khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ nói chuyện với những người nhà của chúng ta bằng một dạng linh. Ok anh chị em, đó là giai đoạn 2. Giai đoạn 3 này, giai đoạn 3 rất quan trọng. Giai đoạn 3, khi Chúa Giêsu Christ quay trở lại, Ngài tái lâm, Ngài quay trở lại, Kinh Thánh chép các cửa mộ mở ra và thân thể những người chết được sống lại. Nó nhập với cái linh hồn đã qua đời rồi, và chúng ta quay trở lại, linh hồn và thân là một thể. Nhưng mà cái thân thể được sống lại là một thân thể vinh quang, một thân thể không bằng xương bằng huyết nữa, mà thân thể này sẽ sống đời đời trong cả thân, hồn và linh. Cả người tin Chúa và người không tin Chúa đều được sống lại. Cho dù anh chị em chết cháy, chết thiêu, chết chìm, chết dưới lòng biển, hay là chết trên những vì sao, trong những cái ngôi sao ngoài vũ trụ, Kinh Thánh dùng cái từ là dù chúng ta có lót ổ trên các vì sao thì Chúa cũng móc chúng ta xuống. Cho nên chúng ta chết kiểu gì không quan trọng, nhưng mà khi Chúa quay trở lại thì Chúa sẽ làm cho thân xác của chúng ta nó tan rữa ra đấy, nó sẽ sống lại và nó nhập lại với cái linh hồn chúng ta, trở nên một thân thể vinh quang, trở nên một thân thể vinh hiển. Ai tin Chúa thì có sự sống đời đời vinh quang vinh hiển, ai không tin Chúa thì đời đời ở trong điện, ở trong hồ lửa. Đó là giai đoạn 3 anh chị em ạ. Giai đoạn 3. Và cái thân thể này của chúng ta, thân thể vinh quang của những người thuộc về Chúa, thân thể này sẽ đi xuyên qua không gian và thời gian, đi xuyên qua tưởng, đi xuyên qua vật chất,
và sẽ sống đời đời. Chúa thay đổi địa chỉ ở thiên đàng, Ngài giáng xuống đất này, Ngài ở 1000 năm bình an với chúng ta. Sau trận chiến hạt Ma-ghê-đôn, Ngài sửa lại trời mới, đất mới, và Ngài cho sự công bình cai trị cùng với chúng ta đời đời ở trên đất này. Đó là giai đoạn 3, đó là tương lai của tôi và anh chị em. Có lẽ có nhiều người nói rằng mục sư Trung ơi, làm sao để tôi xua, làm sao để tôi chắc được có cái sự sống đời đời ở trong giai đoạn 3 này, làm sao tôi nắm được cái passport này để ở cùng với Chúa đời đời. Tôi hôm nay chỉ nhắc lại thôi, bởi vì đa số anh chị em đều là những người tin Chúa rồi. Nhưng mà tôi muốn nhắc lại ở trong giai đoạn 1 câu 12, đây là cái nguyên tắc để chúng ta có thể bước vào giai đoạn 2 và giai đoạn 3 trong sự vinh quang của Chúa. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho chúng ta cái quyền để trở nên làm con trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Anh chị em thấy mở đầu câu 12 có cái từ nhận Ngài, cuối câu 12 có cái từ tin danh Ngài. Có lẽ có rất nhiều người ở trên thế giới này tin danh Ngài, tin có Ngài, tin sơ sơ, hiểu sơ sơ rằng có Chúa Giê-xu, có một Chúa Giê-xu. Cũng tin, cũng biết qua qua về Ngài. Nhưng mà có lẽ có rất nhiều người chưa bao giờ nhận Ngài. Tin vào Ngài, biết rằng có Ngài chưa đủ. Nhưng mà để một người muốn có sự sống đời đời đó, thì người đó phải ăn năn tội lỗi, mở lòng ra, kêu cầu với Chúa, tiếp nhận Chúa và nhận Ngài bước vào trong lòng của con. Tôi đang cầm một chai nước ở trên tay. Tất cả anh chị em đều tin rằng uống cái chai nước này hết khát đúng không? Giống như chúng ta tin vào danh của Ngài, có Ngài. Thậm chí là tin vào danh của Ngài sẽ được cứu được. Tin đến thế thôi. Giống như tin chai nước này hết khát. Nhưng mà anh chị em chỉ tin như vậy, anh chị em vẫn đang khát lắm. Cho đến khi anh chị em làm một động tác như tôi, nhận, uống nó vào, đã khát. Anh chị em có muốn làm cái động tác đó buổi sáng hôm nay không? Tôi không biết anh chị em đã tiếp nhận Chúa hết chưa, hay là còn đang 50-50. Các mục sư sẽ hướng dẫn anh chị em làm điều này. Nếu ai thật lòng mở lòng ra, ăn năn và nhận Ngài, mời Ngài, mời năm quyền sự sống phục sinh của Chúa bước vào lòng con, giải cứu con, ghi tên con trong sách sự sống đời đời của Ngài, thì anh chị em có được một cái quyền để trở nên con của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Chúc mừng anh chị em ở trong một hội duy nhất trên thế giới mà các cửa âm phủ không bao giờ thắng được. Chúc ban phước cho anh chị em. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.